Rồi anh em, cái máy bơm này nó hơi khác nhé, do tấm này nè nó đổi màu một tí. Hai trăm watt không mèo, màu này là màu xanh, xanh cho ba, xanh này có khó nhìn thế này, có đèn vô này. Xanh như vậy. Nó phải xanh như vậy này. Tại vì cho cái tấm che là màu bạc đi, khó coi phải không? Rồi đổ hút vào, rồi đổ hút ra, đổ ra. Đây điện tử bảo hành 24 tháp, chạy cực kỳ êm. Đèn báo có nước, đèn báo mất nước này, nút reset này, đèn báo auto này, chế độ hành giờ này. Đây là nút để chuyển chế độ để cao và chế độ auto bù nước lắp vào đây. Lắp thì đơn giản thôi, đầu ra đầu vào, ống của nó đây, ống cấp từ bồn ra này, ra đây. Sao? Thằng cắt đường cấp vào lắp được nhé. Máy bơm nhìn cái chói chói màu quá chịu thật. Đây là tìm gội đầu móng sinh. Tìm đi gội đầu dưỡng sinh. Rồi dưỡng sinh xíu là xuống cho mọi người test thử mấy cái ghế gội đầu cho mọi người test thử không cho biết ha. Rồi phong lắp xong rồi ha, đầu vào đầu ra, ngay đầu ra mình gắn một cái khóa vào là được. Giờ mình sẽ cấp điện nguồn cho nó. Thì bên này nó sẽ có cái máy bơm của Panasonic này, bơm này bơm cho máy giặt này, hai máy giặt này. Tại vì bồn nước ở đây nó thấp quá, nó không có qua được máy giặt. Giờ khi mình gắn con bơm áp điện tử này thì bơm Panasonic này mình sẽ không cho xài luôn cũng được. Tại vì nó sẽ đẩy đường áp chung hết rồi, chung hết toàn nhà nó đi qua đây luôn rồi ha. Không cần đâu, được đó, dẫn đến đầu một cái CB trực tiếp được. Ok, bơm là chạy rồi nha. Dù mở khóa ra thì bơm chạy rồi nha. Mở cho nên coi nha. Mình test độ êm của bơm thôi, còn xuống dưới mình là mình khóa lại được. Đây, êm ha. Nghe về thế giới ngoài nghe nhỏ lắm, mọi người yên tâm. Đó, ngắt. Khi em vừa xuống nhà là thử bơm thử áp. Chú. Mình mạnh này đó. Mình lấy cái dòi là biết mạnh này. Ý là họ đè về cho thử 2-3 vòng một lúc á. Như vậy hả? Từ mở tùy mà ý là sao? Cái này mình hơi mạnh hả? Với mình hả? Mạnh hả? Bình thường mạnh với bình thường hả? Bỏ con lên đi em. Bỏ con lên. Ok mạnh hả? Còn làm sao là tắt cái này? Chưa, cái dòi nó quen bị chật chè. Cái này đã được nghe. À, chị nghe báo mạnh rồi đó.